Xin chào mọi người. Hôm nay mình có những cái cập nhật mới nhất của HR, mình phải update luôn đó các bạn. Cái thứ nhất là cái việc HR đang vào chiều hôm nay có đăng một cái status lên trên Facebook của họ. Cái nội dung như các bạn thấy trên màn hình thì mình có thể dịch qua cho các bạn, có nghĩa là họ nói rằng là cái vụ việc là họ bị hack trong cái đợt đầu tháng này. Ảnh hưởng khá là làm cho cái tình hình của hệ thống của họ trở nên là khá là phức tạp, và cái đội ngũ của họ đang sớm có những cái cuộc họp để đưa ra được những cái giải pháp tốt nhất, và họ còn nói là chúng tôi sẽ không để các bạn trong bóng tối và ý của họ còn nói là họ sẽ không bỏ rơi chúng ta, những cái nhà đầu tư đã tin tưởng HR trong suốt cái chặng thời gian vừa rồi. Và chúng tôi và họ đang hiện tại đang tìm kiếm những cái giải pháp để cho cái hệ thống của họ tiếp tục phát triển trong tương lai, và họ họ muốn gửi gắm đến chúng ta rằng họ muốn những cái nhà đầu tư hãy ủng hộ cho họ, và ở bên cạnh họ thì chúng ta sẽ cùng phát triển cùng với nhau, chúng ta làm cái cuộc cách mạng, we are revolution. Đó, đấy là những cái thông điệp mà HitchCoin đã gửi cho các nhà đầu tư hôm nay, và nhận được rất là nhiều những cái lượt chia sẻ cũng như là quan tâm. Vì hiện tại những cái nhà đầu tư mà đang có tiền trong HitchCoin có lẽ là mong ngóng những cái động thái của HitchCoin từng ngày. Đó, thì trở lại với trang chủ của HitchCoin thì các bạn thấy đây đang có một cái đường dựng đứng lên. Đó, thế thì cái đường dựng đứng này mình sẽ vào trong cái tài khoản của mình để show cho các bạn một số thứ rất là hay. Thì hôm nay thực sự là mình khá bất ngờ với cái động thái của HitchCoin. HitchCoin luôn luôn là một cái coin trending mà chúng ta sẽ không thể lường trước được là họ sẽ làm gì. Quả thật là như vậy, rất khó đoán những cái hành tung của HitchCoin cũng như là các chiến lược họ họ đề họ đưa ra rất là bất ngờ. Đó, các bạn thấy ở đây giá của HitchCoin đã tăng vọt từ 5 đô lên 14,21 đô, ok không ạ? Đó, biểu đồ ở đây tăng lên một gần gấp 3 lần. Và cái lãi của mình khi mà mình lúc trước mình có đặt order, mình để bán cái phần extra của mình thì chưa được, hôm nay họ reset lại thì cái lãi của mình được nhân lên gấp 3 lần các bạn ạ. Đây, để mình kiểm tra cho các bạn. Đây. Rất là nhiều order sale, mình có đặt một cái sell order ở đây là trị giá là 0,5 Bitcoin, 0,5 Bitcoin. Rơi khoảng 6.000 đô. Đó, thì cái lãi này trước cái ngày hôm nay mình đặt chỉ khoảng 2.200, hôm nay đã lên gần gấp 3 là 6.000, thì mình cũng không rõ là có bán được cái số HR này hay không. Tuy nhiên là mình cứ đặt lãi thôi, mình cứ đặt lãi ở đây là chờ đợi, biết đâu mình là người may mắn bán cái số HR này. Thì thì cái việc là họ sẽ ra mắt cái quay xổ số lô tô thì đáng lẽ là họ sẽ ra mắt trong hôm nay. Tuy nhiên là họ muốn hoàn thiện thêm cái hệ thống đó và đã quyết định là lùi cái ngày ra mắt cái hệ thống đó, thì các bạn sẽ không thấy ở trên cái cửa giao diện này. Và với cái hệ thống lô tô cũng như là cái việc tăng giá của HR từ 5 đến 15 đô, họ kỳ vọng là sẽ thu hút được những cái nhà đầu tư mới và để tăng được cái tính thanh khoản của HR. Đó, thế thì rất là nhiều người đã hôm qua đã bán HR ở chợ đen với giá mình nhớ là 1 đô rồi phải. Thế thì hôm nay có lẽ là họ sẽ phải hối tiếc. Thì có lẽ là HR họ vẫn đang có những cái chiến lược sắp tới để thứ nhất là vượt qua cái cơn khủng hoảng hiện tại và khẳng định cái vị trí của mình. Thì mình thấy những cái động thái của họ từng bước họ đã giữ rất là đúng lời hứa. Mình có thể show cho các bạn. Họ có đăng trước đây cách đây vài vài một tuần thì họ có đăng một cái roadmap, mình đã chỉ ở đây một cái roadmap, giá của HR sẽ theo cái roadmap này, và tưởng chừng như là họ đang quên mất là họ đã đăng cái bức ảnh này lên. Nhưng mà vào lúc 11 giờ đêm nay ngày 21 tháng 1 theo giờ Việt Nam thì đúng như roadmap, giá của HR đã tăng từ 5 đến 15 đô. Đó, thì đây là một cái có lẽ là một cái chiến thuật và một cái chiến lược họ đã đưa ra, và họ theo đúng cái chiến lược đó.
Thực sự là mình không không đoán được trước là HR sẽ định làm gì về cái chiến lược này. Mình chỉ đoán là họ muốn tăng cái lượng nhà đầu tư mới thôi. Vì HR từ trước đến nay họ thay đổi những cái thay đổi và những cái chiến thuật của họ luôn luôn nhà đầu tư làm cái nhà đầu tư phải là những cái con tốt đi theo họ, tức là họ luôn luôn đi trước một bước. Rất nhiều nhà đầu tư trước đây định canh để mua hết cho coin giá thấp để hold sau đó xả ở giá cao, nhưng mà họ rất là hoạn nhưng mà lại rất là thất bại. Trừ các bạn mua ở các đợt ICO thôi, vì thì còn lại HR họ họ toan tính rất là kỹ. Thế nên là mình cũng khi khi mà mình land HR mình cũng không có cái hành động là trade trade để có HR đó. Mình nhận lãi bao nhiêu mình convert và mình đổi sang Bitcoin luôn cho an toàn để mình đầu tư những cái dự án khác, chứ mình không HR thì nó chỉ là một một trong những cái một một dự án mình đầu tư thôi. Mình đầu tư rất là nhiều coin khác nhau, thế nên là mình cũng không muốn om vốn quá lâu ở trong bất kỳ một cái dự án nào, và đặc biệt mình không bao giờ reinvest. Tất nhiên là tùy quan điểm của từng người, nhưng mà mình cảm nhận được là reinvest là một thứ không an toàn đối với những cái nền tảng lending. Vì thực sự các bạn ạ, những cái số con số, những cái số tiền hiện trên cái dashboard, những cái màn hình này, nó là những con số chưa phải là của bạn. Tiền trong túi của chúng ta mới là của chúng ta, còn tiền ở trên màn hình thì không phải là tiền của chúng ta. Các bạn nên nhớ điều đó. Và các bạn, nếu mà các bạn reinvest, các bạn sẽ thấy con số của chúng ta tăng lên rất là nhanh, đúng không ạ? Nhưng là cái việc là chúng ta có rút được cái số tiền đó không thì lại là vấn đề khác. Ví dụ như HR chẳng hạn, 2 tuần trước vẫn rất là ok, thanh khoản vẫn rất tốt. Từ khi ra HR Gold thì bây giờ sao ạ, vẫn chưa rút được. Vậy thì cái con số, nhưng mà về cái việc là không rút được tiền ra thì con số hiển thị trên màn hình nó không có ý nghĩa gì cả. Thế nên là cái việc reinvest là cái việc mà mình sẽ không bao giờ làm. Còn một số bạn có cái chiến thuật riêng, các bạn reinvest thì mình cũng không nói cái việc làm đó là sai. Tuy nhiên đối với mình thì mình thích cái việc là cái tiền sẽ được chuyển ngay lập tức vào túi của mình hơn, để mình có thể tái đầu tư bằng số tiền đó. Đó. Thì đấy là một số cái chia sẻ, một số một chút về cái việc reinvest. Thì mình hy vọng là cái số extra trị giá 6.000 đô của mình vừa rồi sẽ khớp lệnh. Thì nếu mà khớp lệnh thì mình rất là vui, vì mình lãi được hơn 8.000 rồi, mà nếu mà có thêm 6.000 nữa thì coi như là mình hòa vốn rồi. Thì cái cảm giác mình sẽ đỡ phải lo lắng về extra coin hơn. Đó, thế thì không biết là sắp tới cái đội ngũ còn ra được những cái chính sách gì mới để thu hút nhà đầu tư không. Mình rất là mong đợi cái Lotto game. Mình sẽ có một cái bài review riêng cho các bạn là cái Lotto game đó là cái gì. Đó. Và tại sao extra coin lại ra cái Lotto game vào cái thời điểm này, đúng không ạ? Đó, như mình đã chia sẻ của video trước, đây là một thời điểm rất là quan trọng và rất là then chốt cho cái sự phát triển của Bitcoin. Sau cái sự sụp đổ của Bitconnect thì họ có 2 sự lựa chọn, một là thay thế Bitconnect, hai là sụp đổ theo. Đó, thế thì với những cái động thái rất là cố gắng hiện tại thì mình thấy là họ đang muốn theo cái con đường là họ muốn thay thế Bitconnect trong cái việc là trở thành ông hoàng của cái đồng coin lending. Còn cái việc họ có làm được hay không thì mình nghĩ đây là một cái câu chuyện khác đó. Thế nhưng mà ít ra là họ vẫn có cố gắng các bạn ạ, và làm cho những cái nhà đầu tư như chúng ta cảm thấy yên tâm phần nào với những cái cập nhật hàng ngày đó. Thế thì họ có đây, họ có những cái cập nhật cho chúng ta, và cái mình đánh giá cái thông báo này mang cái tính chất là xoa dịu cũng như là làm cho các nhà đầu tư bớt lo lắng hơn, chứ cũng không cung cấp có quá nhiều thông tin chính xác xem là HitchCoin đang làm cái gì, đúng không ạ? Họ chỉ thông báo là họ đang đang cố gắng sửa được fix cái việc mà họ đã bị hack này. Họ có tổ chức cuộc họp để đưa ra những đường lối mới, và họ nói rằng chúng ta nên bên cạnh họ đó. Thế những lần đấy là những câu nói rất là mang tính xoa dịu và làm yên tâm nhà đầu tư. Thì rất nhiều người đã lo lắng về cái việc HR coin scam, tức là họ đóng sàn như là Bitconnect hoặc là iFan. Thì đó cũng là một trường hợp có thể xảy ra trong cái việc là họ không đủ tiền để trả cho các nhà đầu tư, thì mình nghĩ đấy là một cái lựa chọn cuối cùng của họ thôi. Họ bất đắc dĩ phải làm như thế. Tuy nhiên là với những cái động thái hiện tại thì bản thân mình khá là tin là HitchCoin đang đang từng bước thay đổi và đang thích nghi được với cái môi trường lending rất là khắc nghiệt hiện tại. Thì mình cũng hy vọng họ thành công thôi, bởi vì họ thành công thì bản thân những cái nhà đầu tư như là mình cũng rất là thành công, và các bạn nào mà gửi tiền vào HitchCoin cũng thành công, đúng không ạ? Thế thì chúng ta không bao giờ
mong muốn xảy ra cái điều xấu cả. Tuy nhiên là nếu mà chẳng may nó xảy ra thì mình cũng phải nên chuẩn bị tâm lý trước cho cái việc đó, bởi vì trước khi bước vào cái thị trường tiền điện tử và đặc biệt là lending thì các bạn đều biết là nó rất là mạo hiểm rồi. Chúng ta gửi tiền cho một cái hệ thống mà chúng ta còn không biết người đứng đầu là ai, đúng không ạ? Và cái việc mà họ 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 có những cái vấn đề về mặt tài chính của họ biến mất thì nó là một trong những thứ mà chúng ta đã phải tính rồi trong trước khi mà chúng ta gửi tiền cho họ, đúng không ạ? Đó thì HexTraCoin, không biết là ngày mai họ đã ra cái lô tô game chưa và cái tình hình thanh khoản như thế nào. Mình cũng không mong là bán được ngay cái số tiền mình đặt order đâu. Thì thực ra là nếu mà bản thân mình thì bản thân các nhà đầu tư thì luôn muốn điều đấy, nhưng mà các bạn hiểu là nếu mà tất cả các nhà đầu tư đều đã khớp lệnh một một cách nhanh chóng thì có nghĩa là cái lượng tiền đang xả ra rất là nhanh đó. Thế thì nhưng mà mình nghĩ là với cái đội ngũ khá là kinh nghiệm của Hexa thì nếu mà cái điều đó xảy ra thì chứng tỏ là họ đang có một nguồn tiền vào rất mạnh rồi đó. Thế thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem thế nào. Khá là hộp. Hexa hiện tại cũng chạy, mình nghĩ là cũng làm rất là nhiều người mất ăn mất ngủ, đúng không ạ? Nhiều người không kiềm chế được cảm xúc thì lên trên các trang mạng xã hội nói những cái lời lẽ không được hay lắm đó. Thế thì đấy là cái cảm xúc của chúng ta, của mỗi nhà đầu tư, thì chúng ta cũng nên bình tĩnh vì thực sự là chúng ta nóng vội hiện tại cũng không thể thay đổi được tình hình. Chúng ta chỉ biết đặt niềm tin vào Hexa và follow vào theo dõi những cái thông báo của họ, và họ muốn chúng ta làm như thế nào thì chúng ta mình nghĩ là mình nên làm theo, bởi vì bảo vệ hệ thống nó cũng là bảo vệ chúng ta đó. Chơi lending là một cái trò chơi theo cộng đồng, phải mang tính tinh thần đoàn kết rất là cao thì mới có thể thành công. Nó không như là các bạn mua các coin thuần hoặc là các bạn trading thì nó lại là một cái kỹ thuật khác, còn chơi coin lending hoàn toàn là do cộng đồng. Nên nếu mà cộng đồng đoàn kết thì tất cả sẽ cùng sống, mà cộng đồng mà không đoàn kết thì cả hệ thống sẽ sập đó. Đấy là cái điều mà chúng ta sẽ phải biết. Một số người, anh bạn Lâm thì đây đang khá là bức bối, bạn nói là bạn đang quá mệt mỏi cái việc chờ Hexa. Và nếu mà Hexa muốn scan thì gửi luôn cái tin nhắn đi thì chúng tôi không phải chờ đợi nữa. Đây có thể là một một cái dòng comment trong cái trạng thái tuyệt vọng thì phải comment như vậy. Thì mình cũng khá lo lắng thôi, nhưng mà mình còn khá là nhiều dự án về trước, thế nên là mình thời gian vừa rồi mình tạm gác và Hexa lại đó, một hai ngày mình vào mình kiểm tra một lần thôi, và mình cũng thường xuyên lên cái trang chủ Hexa cũng như là lên cái group của Hexa Coin để update thông tin đó. Ok, thế thì đấy là về cái Hexa Coin. Thì mình sẽ tiếp tục update thêm cho các bạn tình hình của Hexa Coin vào ngày mai, xem là có cái gì chuyển biến mới hay không, cũng như là có cái gì mới mẻ và tốt đẹp đối với chúng ta hay không, đúng không ạ? Trước khi kết thúc video thì mình muốn check một chút giá của Bitcoin hôm nay. Giá Bitcoin đang giảm còn 11.500, cả sàn lại đang đỏ các bạn ạ. Thì này là chắc là do hiệu ứng cuối năm thôi, không vấn đề gì cả. Sang tháng 2, tháng 3 thì mình nghĩ là mọi thứ nó lại lên. Ines đang khoảng 5,5 đô. Đó. Nên là INF giảm là do giá của Hexa, giá của Bitcoin giảm thì INF sẽ giảm theo. Bản chất thì INF là một cái đồng coin mà hold được khá là lâu, và khi mà có cái giá trị của nó mình nghĩ là lên khá là cao trong cái thời gian mà sắp tới, sau khi mà cái cơn bão hạ giá này nó qua đi thì mọi thứ mình nghĩ là sẽ ổn định trở lại. Ok, mình cập nhật cho các bạn một số thông tin thế thôi. Và các bạn có ý kiến cũng như là có những cái thắc mắc gì thì có thể comment ở dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.